Trước đây, chị Lan thường mất thời gian trong việc quản lý thu chi tiền ủng hộ của nhóm. Thế nhưng từ khi có nghị định mới, chị đã phần nào yên tâm hơn với hành trình thiện nguyện của mình. Tất cả các cái thu chi là từ tài khoản của Mạnh Thường Quân mình nhận qua tài khoản cá nhân, vì là nó lẫn với cái tiền của mình ấy, cho nên là bọn mình phải lập một cái file Excel để quản lý cái việc thu đấy cho nó chính xác. Cái nghị định này nó rất là quan trọng mà cũng ra rất là kịp thời, vì bây giờ thì rất là nhiều người muốn làm từ thiện và cũng muốn công khai minh bạch cái việc mà mình làm từ thiện. Trước yêu cầu cấp thiết của việc minh bạch các hoạt động thiện nguyện, mạng xã hội từ thiện đã được ra đời. Tại đây, mỗi người gây quỹ sẽ được cấp tài khoản riêng. Khi mà mình biết đến cái app thiện nguyện này ấy, thì là mình đã ngay lập tức là mình tiến hành mở, bởi vì là nó tiết kiệm được cái thời gian bọn mình phải quản lý cái việc mà thu vào chi ra, hay nữa là nó cũng rất là rõ ràng. Những ai mà muốn đóng góp vào cho quỹ, tự nhiên họ cũng cảm giác là họ tin tưởng hơn ấy. Theo đó, người gây quỹ có thể dễ dàng mở tài khoản thiện nguyện. Số tài khoản này được tích hợp tính năng tự động công khai, minh bạch số dư tài khoản và toàn bộ giao dịch theo thời gian thực tế. Trong tương lai thì sẽ có thêm các chức năng, ví dụ khi người kêu gọi thiện nguyện họ đặt ra một mục tiêu cụ thể mà vượt mục tiêu đó thì toàn bộ số tiền sẽ được cắt sang các tiểu khoản để quản lý, để rõ ràng minh bạch, để khi chúng ta không huy động quá số tiền chúng ta kỳ vọng hoặc là quá thời hạn chương trình thiện nguyện thì cũng sẽ lập tức là cắt và đưa ra các cái nội dung khác để người đóng góp có thể nhìn thấy rằng là chương trình này đã kết thúc. Là một người có nhiều dự án thiện nguyện như xây trường vùng cao, cứu trợ vùng lũ, phát cơm từ thiện, anh Kiên rất hào hứng với mạng xã hội mới này. Có những người ấy, người ta ủng hộ ấy, nhưng người ta lại ủng hộ theo kiểu rất nhanh, người ta không ghi cái nội dung. Nên là để mà tìm của cái dự án nào thì nó rất là khó, nhưng mà có cái app này rất là ok. Khi có niềm tin thì những yêu thương sẽ được lan tỏa, nhiều người sẽ được giúp đỡ.